Nếu mà các bác muốn mua những cái dòng điện thoại giá rẻ mà lại chính hãng mà không cần cọc thì các bác có thể tham khảo bên em ở đây. Bên em bán cho tất cả các bác những cái dòng điện thoại có từ 1 triệu đến 5 triệu. Cam kết với mọi người là hàng chính hãng bảo hành 30 ngày 1 đổi 1, bảo hành phần cứng toàn bộ máy cho tất cả các bác là 6 tháng. Bên em ship toàn quốc kiểm hàng rồi thanh toán không cần cọc một đồng nào. Kiểm tra đúng cái sản phẩm mà em quay, em quảng cáo thì các bác nhận, còn không thì đừng có nhận các bác nha. Bên em bán rất là nhiều những cái dòng sản phẩm, ví dụ như Oppo, Redmi, Samsung, iPhone. Vivo nói chung là không thiếu bất cứ những cái sản phẩm trên thị trường nhưng có giá từ 1 cho đến 5 triệu đến 6 triệu bên em bán không cần cọc nha các bác nha Ví dụ như các bác thấy không người ta bán 1 đến 2 cây mà bắt các bác cọc còn bên em bán nhiều thế này mà không cần cọc thì các bác lại không tin em còn nếu ai cảm thấy tin thì ủng hộ mà không tin thì chúng ta có thể thông cảm mà bỏ qua Đấy, người ta bán một hai cây người ta vẫn bắt cọc mà tại sao tôi bán nhiều mà không cần cọc thì các bác lại bảo tôi lừa các bác tôi không hiểu lý do gì mà tôi lừa kiểu gì đấy nó là như vậy còn là tất nhiên thị trường ấy thì để mà thị trường và xã hội thì để mà một mình em nói cho tất cả các bác tin em thì chắc chắn là khó nếu mà ai cảm thấy tin thì có thể mua một mình không bao giờ nói được mạng xã hội này tin mình được đúng không ở đây là rất là nhiều nha các bác nhìn qua camera thì nó như vậy thôi còn thực tế ra ấy, bên em có vài nghìn cây rồi đây này tất cả các thùng này đều là điện thoại hết này ok chưa và đây những cái hậu trường mà em quay video cho các bác đây ok chưa đây đấy đằng trước đằng sau đây có không thiếu bất cứ một cái sản phẩm gì tí nữa em sẽ quay ở cái nền trắng này cho các bác nha kia đấy còn ở đây là những cái ở trong kho và cái chỗ mà em quay video và quay phim thôi còn thực tế ra ấy à, ở cửa hàng còn rất là nhiều nữa ở đây đây là vài nghìn cây chứ không phải là một đến hai cây các bác nha anh em nào ủng hộ thì cố cố gắng để tham khảo kỹ những cái sản phẩm bên em thứ nhất là hàng chính hãng thứ hai nữa là không cần cọc thứ ba nữa là bảo hành chế độ bảo hành cực cao bảo hành toàn quốc mà ship toàn quốc nha đây này đấy em quay cho các bác xem này ok chưa như ví dụ như một con sản phẩm này đấy đây này đây là một chiếc Oppo A76 nhá em ghi ở đây là 4 triệu 500 tại cửa hàng nhưng mà thực tế ra em bán con này với cho với cái giá cho các bác thì nó chỉ có 3 triệu 500 thôi đấy Kể cả con C33 này em bán cho tất cả các bác với giá là 4 triệu 500 Nhưng em bán online cho các bác chỉ có 3 triệu 350 nghìn Ở tại cửa hàng thì chúng ta phải dán giá cao nha các bác nha Kể cả con này 2 triệu 9 này Nhưng mà em bán cho các bác chỉ có 2 triệu 350 nghìn RAM 8 256 gb Oppo A55 Em ghi ở đây là 4 triệu 300 tại cửa hàng Nhưng mà em bán cho các bác chỉ có 2 triệu 9 này 2 triệu 9 nha Máy mới nguyên hộp Kể cả con 79 này 79 này em ghi hơn 6 triệu cơ Nhưng mà em chỉ bán có hơn 5 triệu cho các bác thôi A795G nha Máy nguyên siêu nguyên hộp nha Đây này Kể cả nốt 10 này Nốt 10 chống nước này Nốt 10 chống nước em ghi là 4 triệu 3 Nhưng mà thực tế là em bán cho các bác chỉ có 3 triệu 500 thôi 3 triệu 500 Chống nước 100% các bác nha A56 Các bác thấy không A56 em chỉ bán cho các bác là 2 triệu 750 000 cân đối được 50 Nhưng mà thực tế em bán cho ở cửa hàng là 3 triệu 9 có thể là người ta mặc cả nữa rồi tiếp theo là chúng ta còn đóng thuế mã các thứ còn em bán online các bác em chỉ lấy của các bác là 2 triệu 750 nghìn kể cả con A56 A57 2 triệu 500 này A78 4 triệu 8 các bác thấy không nhưng mà thực tế là em bán cho các bác online này ấy, em chỉ bán cho các bác là 3 triệu 450 nghìn A74 4 triệu 2 nhưng mà thực tế em bán cho các bác chỉ có 3 triệu 150 nghìn thôi kể cả con A9 này tất cả những cái giá trị hay là những cái sản phẩm em bán online thì kiểu gì nó sẽ rẻ hơn bởi vì không rẻ thì không ai mua một cây em chỉ kiếm một hai còn nếu mà bán tại cửa hàng thì chắc chắn nó sẽ đắt hơn các bạn ở đây rất là nhiều nha các bác nhé còn bây giờ ấy em quay sơ qua thế này rồi em sẽ quay chi tiết từng cái sản phẩm cho các bác em sẽ quay vào đây quay vào đây rồi em sẽ ghi hình ở cái thảm trắng này cho các bác ghi hình là từng cái sản phẩm một ví dụ như con này nó là bao tiền và bao nhiêu ghi em sẽ quay cho các bác nha. Bây giờ em tạm dừng video cơ bản đã rồi em sẽ phát tiếp Còn bây giờ em sẽ giới thiệu cho tất cả các bác những cái dòng sản phẩm bên em hiện tại đang có ở đây Bên em có rất là nhiều những cái dòng sản phẩm ví dụ như là Oppo, Redmi, Samsung, iPhone à, Vivo có giá từ 1 triệu Có từ 800.000 cho đến 6 triệu. Bên em bán không cần cọc mà được kiểm hàng thanh toán các bác nha à, Để đảm bảo cái đồng tiền của các bạn và các sản phẩm của tôi và cái thương hiệu của tôi thì tốt nhất các bạn cứ kiểm hàng thanh toán thì chúng ta không lo về vấn đề là sợ là nhầm hàng là một này Đấy, không nhận đúng cái sản phẩm là hai này nhận phải hàng tàu là ba này thì tốt nhất là chúng ta cứ kiểm hàng thanh toán thì chúng ta không có gì phải thắc mắc nhá Đây là một chiếc điện thoại Oppo A15s A15s em đang bán với giá 2 triệu 300 nghìn máy mới 100% nguyên hộp đủ phụ kiện ốp sạc tai nghe que chọc sim đầy đủ hết RAM 4 và 128GB pin 5 nghìn Oppo A15s nha các bác nha đã gọi là máy mới thì nó sẽ không bị xước này không bị móp méo này không nứt nẻ này à, hay là màn nó bị ám này đấy, các thứ đều vân vân đều nó là mới là mới 100 phần trăm nên là chúng ta không phải tả thêm cái gì nữa đúng không nó đã đã, à, nó đã là máy mới thì nó không có cái chuyện là vỡ màn hay là bị xước máy hay là bị móp méo hay gì cả đấy còn những cái vấn đề cam kết bên em là chính hãng nhé bởi vì em gửi cho các bác thì nó có series này má máy này nên là nếu mà ai bị đổi thì mình sẽ biết ngay đây là một chiếc điện thoại Oppo A15s RAM 4 128GB máy 2 sim 2 sóng nhá máy mới nguyên hộp 100% các bác 2 triệu 300 nghìn A15s nha 2 triệu 300 các bác phải nhớ được cái tên của nó thì các bác mới đặt được hàng được nhá bên em có rất là nhiều cái sản phẩm đấy Oppo Redmi Samsung iPhone Vivo có giá từ 800 nghìn cho đến uh, 6 triệu bên em bán không cần cọc mà được kiểm hàng thanh toán đây là một chiếc điện thoại Vivo Y93 Vivo Y93 em đang chào bán với giá là 1 triệu 500 nghìn máy mới 100% đủ phụ kiện sạc ốp tai nghe pin 4500 màn hình 6,34 gọi là 6,4 inch đi RAM 6 nhá RAM 6 128 gb Vivo Y93 nhá chứ không phải là À, cái loại mà 16GB hay là 32GB nó là 128GB các bác cứ nhận hàng kiểm tra đúng cái loại 128GB thì các bác trả tiền Còn không đúng thì đừng có trả tiền và làm ơn điện ngay cho tôi vào số điện thoại này Để tôi sẽ nghiên cứu xem nó bị lạc ở đâu hay là có thể là bị tráo đổi như thế nào RAM 6 128GB Đã không cọc mà bên em bán rất là nhiều cái sản phẩm này Thì các bác yên tâm đi Đó. 128GB chỉ có 1 triệu 500 nghìn thôi thì các bác đi đâu mà tìm 1 triệu 500 nghìn Kể cả các bác đi mua một chiếc điện thoại cũ cũng có đâu đó khoảng độ là 8 900 đến 1 triệu còn con này nó mới 100 phần trăm thì nó chỉ là 1 triệu 500 thôi miễn phí ship được kiểm hàng thanh toán tiếp theo đây là một chiếc điện thoại tiền ít thịt nhiều ở đây đây là một chiếc điện thoại Oppo A31 máy mới nguyên hộp 100 phần à, trăm pin 5000 màn hình của nó là 6,5 inch và các bác lưu ý rằng em bán chỉ có 2 triệu 150.000 thì các bác nhận được một chiếc điện thoại như sau thứ nhất là con này nó là ram 8 thứ hai nữa là 256G nha các bác cứ nhận hàng đúng 256G để các bác lấy còn không đúng thì đừng có lấy còn bây giờ thì nó hơi muộn rồi Bây giờ nó là 2 giờ15 phút đêm nhá 2 giờ 15 phút đêm đấy. 2 giờ 15 phút đêm rồi đây làm gì các bác đi đâu mua được 2 triệu bạc một chiếc điện thoại như thế này đấy một một chiếc điện thoại có 2 triệu 150 nghìn lại miễn phí ship mà nó là máy mới thứ hai nữa là thứ ba nữa là nó lại RAM 8 này. RAM 8 và 256 ghi các bác cứ nhận đúng RAM 8 256 ghi để các bác lấy nhá nhiều người ấy quảng cáo cái loại này 256 ghi nếu mà các bác đặt cọc cho người ta rồi thì người ta lại người ta lại chuyển cho các bác cái loại 16 ghi thì các bác không nhận cái sản phẩm này thì không được mà nhận cái sản phẩm này so với cái giá trị nó quá đắt đúng không ạ Đấy, còn bây giờ em làm video toàn ban đêm nên là cái chất lượng video nó không được tốt bên em có ba màu nhá màu đen màu xanh và màu xanh nhạt này và màu màu đỏ nha các bác nhá 256 ghi chỉ có 2 triệu 150 nghìn thôi không còn chỗ nào rẻ hơn đâu uy tín nhất là ở cái điểm này và những cái nơi này mà các bác cần phải nghiên cứu và mua sắm bởi vì tại sao nguyên lý gì thì các bác phải hiểu này thứ nhất là bên em bán rất nhiều máy thứ hai là bên em đặt được 2 triệu người xem và thứ ba 30.000 người đăng ký thì tất nhiên nếu mà không đúng không chuẩn không đúng chất lượng thì chắc chắn cái kênh của em nó không đạt đến 2 triệu người xem cái này nó không cần chúng ta phải quảng cáo các bác nhìn các bác cũng đã biết rồi các bác xem các bác thấy đúng không à, một ngày em bán hàng trăm đơn chứ không phải bán một đơn hai đơn là lừa cọc tất cả anh em đã có nhiều người các bạn theo người ta bán từ 300 chín trăm một triệu 2 triệu người ta vẫn bắt các bác cọc phải không ạ mà tại sao tôi bán nhiều nên mà không cọc Đấy. Đây là một con Oppo A57. Một con Oppo A57. Màn hình 6,6 inch. RAM 6 và 128GB. Pin con này 5.000. Máy mới nguyên hộp nhá Oppo A57 em bán 2 triệu 500. 128GB thôi. Đấy. Mà máy mới. Máy mới 100% nguyên hộp. Em bán 2 triệu 500 000 cho các bác. Nha không cần cọc được kiểm hàng thanh toán có 3 màu như vậy xanh đen và vàng đấy, các bác mà lựa những cái sản phẩm này còn uh, ram bộ nhớ cấu hình thì em cũng đã ghi rõ đằng sau và em đọc đọc rõ rồi ở đây là đồng hồ này nó là sai đấy nhá còn đây chính thức cái đồng hồ đeo tay của tôi mới đúng này nó là hơn 2 giờ đêm nhá hơn 2 giờ đêm gần 3 giờ sáng khi mà làm xong 3 giờ sáng đấy, em phải thâu ngày thâu đêm để em làm video để cho các bác đấy. đây đã, là, đã đã gọi là máy mới ấy, thì nó sẽ không bị à một cái vấn đề gì? thứ nhất là đầu tiên là xước. Và các bác lưu ý một rằng à, một điều nhá. Đây này. 128 GB, RAM 8 à, RAM 6 cộng 4 nhá, thẻ ra 10 nhá, Android 12. Oppo A57 đúng không? Các bác lưu ý một một điều này, thứ nhất là những cái màn hình đằng trước và đằng sau nó có tem siêu nhá, tem siêu nên là các bác cứ nhìn cảm nhận là khi mà các bác nhận máy nhìn như nó bị xước nhưng mà thực ra nó không phải đâu. ở cái cái miếng này nó bóc rất là khó đây này, Đấy. và nó rất là zin nên là chúng ta nhìn không thấy được nên là các bác phải lưu ý. Này. em bảo là mới là mới chứ không có cái chuyện là bán máy cũ rồi chuyển sang máy mới đâu không không có cái chuyện như vậy đâu. các bác yên tâm nếu mà em mà lừa các bác thì em không có đến ngày hôm nay. Đấy, tuy nhiên thì em cũng đã cố gắng để bỏ những cái tấm lòng của em và những cái tâm của em nói hết cho tất cả các bác. Tuy nhiên thì để một mình em nói cho tất cả mọi người trên xã hội này tin em thì rất là khó. Còn ai có thể tin mình thì ủng hộ mà không tin thì không biết cách nào để 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 lôi kéo được anh em ủng hộ tôi. Các bạn cứ đăng ký kênh này, chia sẻ video này để cho bạn bè hàng xóm mua. Đấy, kể cả mình mua rồi đúng không? Kể cả không mua được hay là như thế nào thì chúng ta gọi là xem để tham khảo giá. Thị trường này trăm người bán vạn người mua. Mỗi người có một giá khác nhau chứ không phải là ai cũng có giống nhau. Đấy, nhiều người người ta có cái hàng độ vỏ này, có cái hàng sách tay này, có cái hàng tàu này, hàng lỗi này, hàng nhái này. Đấy có 5 7 loại cái 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 dòng điện thoại. Nhiều người các bạn ô, sao tao thấy ở bên kia người ta có bán 2 triệu mày bán 4 triệu. Thế tại sao các bạn không đi mua của người ta đi? Đi mua của tôi làm gì? Bởi vì tôi bán đắt hơn 2 triệu mà, đúng không? Ví dụ là như vậy. Đấy, nên là À, đấy em em mới nói các bác rồi nhiều người người ta đã không biết rồi còn chỉ có biết bấm phím còn còn cãi ngang để chịu rồi bởi vì bên em bán nhiều này em bán không phải là bán một cây hai cây bởi vì em bán mà em lại đăng lên toàn quốc nữa nên là em cũng đã cân đối giá trên thị trường chứ không phải tự nhiên mà ông bán người ta bán một triệu ông bán 4 triệu thì ai mua đấy đúng không em cũng đã cân đối hết rồi nha các bác nha đây là một chiếc điện thoại Techno Techno Spark gọi là Techno 10 Techno 10 này thì là màn hình 6,7 inch RAM của nó là RAM 8 cộng 8 thành ra 16 và 128 GB thôi. Đấy 128 GB thôi, pin 5000 em bán 3 triệu 900 000 máy mới nguyên hộp 100% nguyên hộp nha. Máy mới nguyên hộp 100%, 3 triệu 900 nghìn, pin 5 màn hình 6.5. Em bán từ 5 đến 6 triệu, 7 triệu, em không cần các bác phải cọc một đồng nào. Các bác cứ kiểm hàng thanh toán, em không sợ mất hàng. Đấy, và em phải đặt được cái mức độ tỷ lệ chuẩn của em đến mức độ nào cơ. Đấy, em bán rất là nhiều nha người ta bán ở trên người ta quảng cáo đấy và iPhone iPhone 15 16 người ta chỉ có bán bây giờ có bán cái triệu rưỡi đấy, thế, thế tại sao các bạn không mua các bạn lại đi đi mua ở thế giới di động người ta bán đến 40 triệu phải không mà nó vẫn giống nhau đấy, mình không biết thì người ta lừa kiểu gì cũng được đó là như vậy nó thẳng một câu như vậy thôi còn tất nhiên là để em nói ở đây thì cũng không, không xúc phạm ai Tuy nhiên thì đó là một cái kinh nghiệm và một cái cách mà chúng ta lựa chọn mua hàng ở những cái thời điểm và những cái nơi mà chúng ta nên mua Thì chúng ta mua Mà không nên mua Thì chúng ta cũng không nên nên nên, nên Để tham khảo tiếp Đúng không ạ Đấy, Tất nhiên thì Xã hội để lừa đảo Người ta lừa cả tiền cọc Các bạn cơ Chứ đừng có nói là lừa cả cái máy này 50.000 nó còn lừa Chứ đừng có nói là à, Lừa vài triệu 3.900.000 Techno 10 nhá Mới nguyên hộp nhá các bạn nhá Còn đây là Techno 20C Nó không khác gì Con Techno 10 này Nó y hiệt như nhau Một phần trăm nó không khác gì nhau cả Tuy nhiên thì con này nó rẻ hơn 200 lý do gì nó chỉ là ram 8 nha còn tất cả như nhau hết 3 triệu 700 còn con này ram 8 con kia nó là 16 mà đấy nó khác nhau một tí nên nó đắt hơn một tí con này 3 triệu 700 pin nó cũng như nhau hết tất cả đều như nhau Tecno 20 nhé 20 nó rẻ hơn 10 đấy, Tecno 20 còn đây là một con um, Tecno Pova Neo 3 Tecno Pova Neo 3 này nó là hàng khủng rồi à. các bạn hàng khủng khiếp rồi. À. Đấy. Pin của nó đạt đến 7.000. 7.000 này tất cả các dòng điện thoại tầm trung thì nó là cao nhất. Technopova Neo 3 nhá. Đấy. Pin của nó 7.000, màn hình của nó là 6,822 inch. RAM của nó RAM 8 3, à RAM 8 5 thành RAM 13 và 128 GB. Máy mới 100% nguyên hộp đủ phụ kiện ốp sạc tai nghe, nói chung là bất cứ một cái linh phụ kiện kèm theo đều đầy đủ hết nha 5 triệu. 5 triệu các bác cứ kiểm hàng thanh toán cho em đúng thì chúng ta nhận không đúng thôi đây này tem siêu nó còn nguyên lý do và nguyên nhân gì đây ví dụ như con này nha nó vẫn còn tem siêu nha đây này đấy tem siêu này nó vẫn còn nguyên chưa bóc ra giấy bóng vẫn còn nguyên thì tại sao em phải bóc ra khi mà em gửi cho các bác là lý do như thế này thứ nhất là nó khi mà nó mở ra thì nó chưa có tiếng việt nó toàn tiếng uh, anh rồi tiếng nhật rồi các thứ nó còn phải cài đặt các thể loại em phải uh, kích hoạt hết lên thì cho các bác thì các bác mới dùng được nên là em phải bóc cái hộp nó ra. Nha nhiều người bảo là à, không nguyên siêu thì là đúng có nghĩa là không nguyên tem này, à, không nguyên giấy bóng này, à, thì em phải bỏ ra. Thực ra ấy, để mà nói nhá. kích hoạt một chiếc điện thoại mới nhiều người không biết, có nghĩa là không biết luôn đấy, nói thẳng một câu thế này. Đấy. Hãng nào không biết, không biết kích hoạt là không kích hoạt được. Đấy là em không phải nói phép đâu. Em bán 5 triệu cho các bác thì không hề nó là đắt nha các bác nha. Pin bảy nghìn là cao nhất trên một cái cái cái. cái tất cả các cái dòng điện thoại rồi và tiếp theo uh, có những cái sản phẩm nó chỉ có 8-900 trăm triệu cũng có nhá các bác cứ từ từ rồi em sẽ giới thiệu từng lượt từng lượt đây là một con Oppo A5s có ba màu như vậy màu vàng cát màu hồng và màu xanh đậm này em bán với giá là 1 triệu 650.000 pin 4.500 màn hình 6,5 inch RAM 6 và 128g máy mới nguyên hộp đủ linh phụ kiện cho các bác các bác cứ điện ngay số điện thoại này chúng ta đặt được hàng và kết bạn ngay Zalo nếu chỗ nào mà tôi không giới thiệu được hết và không giới thiệu tới bởi vì tại sao nó cũng chả có gì phải giới thiệu tôi chỉ nói giá này bộ nhớ này bao nhiêu thôi pin bao nhiêu chứ chả cần phải giới thiệu gì thêm bởi vì nó là máy mới chả có liên quan gì thêm mà chúng ta phải đặt nói thêm cả ram 6 này 128 gb nha các bác nha máy 2 sim 26 mà 128 gb một cái sản phẩm 1 triệu 650 nghìn mà nó lại máy mới thì các bác đừng có hô là đắt hay là rẻ và bình luận ở đây. À, còn nếu mà các bác muốn rẻ hơn thì các bác cứ đi đặt cọc cho người ta bán bảy trăm trăm đầy. À. Còn bên em thì không uy tín thì không đạt được mức độ là đến 2 triệu người để 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 xem của tôi. À. Tất nhiên thì à, ai cũng vậy thôi. Bán nó phải có lời thì người ta mới bán. Đấy, chứ không phải là ai bán bán lỗ cho các bác làm gì. Đây là một chiếc à, Vivo V15 nhá. Vivo V15. Vivo V15 này nó là RAM 8 và 256 GB, màn hình của con này nó là 6.6 inch. Pin con này 5000, em bán với giá là 2 triệu 950 000 Đấy, V15 nhá, RAM 8 256 GB, em bán chỉ có 2 triệu 950 000 nhưng cái máy này nó có ba màu, à, có hai màu nhá, có màu xanh như thế này nữa này. Đấy, có hai màu, màu xanh như thế này. Đấy các bác cứ nhìn tưởng tượng các bác biết có hai màu và nguyên nhân và lý do đây đây có màu này Đấy. trước nó ra nó lại lên tận 17 triệu mấy cơ đạt được 3 năm nay thì bây giờ nó sẽ có ba màu này nhá hai màu này nhá bây giờ em sẽ cho các bác xem này thứ nhất là con này nó thiết kế ra một cái cách như thế này thứ nhất là cái camera nó thụt thỏ các bác thấy không cam nó thụt thỏ nhá cam nó thụt thỏ đây đã Đấy. Đấy, lại tụt vào đây Ok chưa? Đấy. Quá đẹp. Vân tay ở đây. Đấy, chụp nếu chúng ta muốn chụp ảnh chúng ta chỉ cần lướt cái vân tay thôi này. Ok rồi, đấy chưa? Con này 2 triệu 950 000 không hề rẻ đâu các bạn Bây giờ nó chỉ thế thôi chứ trước không mua nổi luôn con này luôn đấy. Nói chung là cái tầm đắt quá thì dùng nó cũng không 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 không, không ổn. Mà rẻ quá thì cũng không nên. Và chúng ta lại mua phải máy cũ nữa và chúng ta không chọn đúng cái thương hiệu thì chúng ta bị mất tiền như chơi thôi bảo hành không đúng của em em bảo hành cho các bác nếu mà cho trong vòng 30 ngày nha Nếu mà nó bị lỗi ở đâu thì em sẽ hỗ trợ cho các bác đổi mới tại nhà à, một đổi một tại nhà không phải sửa trên 30 ngày đi lỗi đầu bên em sẽ hỗ trợ các bác sửa còn trong cái thời gian hay là ngoài cái thời gian đó đi trong vòng một năm đó lỗi các bạn làm rơi vỡ này hay là bị như thế nào thì em sẽ hỗ trợ các bác sửa ví dụ như thay một cái màn hình. Các bác làm rơi vỡ đúng không? Các bác làm rơi vỡ này, thay một cái màn hình thì người ta đòi các bác khoảng 1 triệu thì em bên em chỉ lấy giá gốc của 500 bởi vì bên em nó đã có cái cái, cái, cái nhân viên các thứ để làm rồi. Đây là một chiếc điện thoại Vivo V uh, Vivo Y17. Vivo Y17 này em đang bán với giá là 2.250.000 thôi. 2 triệu 250 nghìn mới 100% nguyên hộp và thứ nhất là RAM 8 và 256 chứ không phải là 128 nha 2 triệu 250 nghìn pin 5 000 Vivo i17 Đấy. mới nguyên hộp cho các bác 2 triệu 250 nghìn thôi tiếp theo thì nó là RAM 8 256 nha tiếp theo thì giới thiệu cho các bác K9S Oppo K9S em đang bán với giá là 3 triệu 900 000 Pin cái này 5 000 Màn hình 6,7 inch RAM 8 cộng 5 thành ra 13 Và 256 GB Đấy, RAM 8 cộng 5 thành ra 13 Và 256 GB Máy mới 100% nguyên hộp đủ phụ kiện ốp sạc tai nghe Nói chung là đầy đủ hết không thiếu gì nha RAM ra nó RAM 8 cộng 5 ra 13 và 256 gb em bán 3 triệu 900 nghìn không cần cọc đâu các bạn các bác cứ kiểm hàng thanh toán ok trả tiền không ok thì thôi nha đúng những cái lời mà em quảng cáo em quay ở đây thì các bác lấy còn không đúng thì đừng có lấy đây nó ra bộ nhớ nó ghi sẵn ở đây hết rồi k 9 s này 256 ghi này ram 8 cộng 5 này Android 12 chấm này ok chưa em bán 3 triệu 900 nghìn thì quá rẻ rồi các bác ạ. Còn đây là một chiếc này. Redmi Note 10 Con này là nó chống nước 100% Các bác nha Redmi Note 10 này chống nước 100% các bác được kiểm hàng và được nhúng xuống nước rồi thanh toán tiền. Nếu mà nước vào các bác đừng có trả tiền bởi vì các bác không cọc thì chúng ta không mất gì. Nếu mà nhân viên giao hàng không cho các bác nhúng xuống nước thì các bác điện ngay cho tôi để tôi xác minh đúng máy của tôi, đúng cái sản phẩm này thì các bác thoải mái nhúng nhá bởi vì nhân viên giao hàng nó cũng đâu có dám là biết là cái máy này là máy gì mà cho các bác nhúng xuống nước đúng không thì em bán cho các bác là 3 triệu 500 nghìn nhưng mà rất tiếc con máy này nó chỉ là một sim và 64g màn hình nó 6,5 nha RAM 4 64g và một sim một sim nha cái này thì nó phù hợp cho các bác đi làm phụ hồ phụ xây hoặc hoặc là chúng ta ở vùng biển vùng nước chúng ta đi làm ấy, thì hay dùng cái này là, là, là hơi, hơi bị ok luôn bởi vì đá gọi là chống nước thì nó sẽ bụi nó sẽ không vào nó làm khít thì bụi các kiểu nó không vào được thứ hai nữa là à, chúng ta đi làm mồ hôi mồ kê nó sẽ không bị mốc ở trong cái máy ở trong này nên là nó sẽ không bị nóng máy không bị chậm gì cả trừ khi chúng ta làm rơi vỡ khi mà chúng ta tháo rồi mà không phải chuyên môn tháo thì kiểu gì đóng lại nó vẫn bị nước vào à, nha các bác nha nếu mà các bác làm hỏng thì các bác có thể alo ngay cho tôi và tôi sẽ hỗ trợ các bác sửa đúng hãng thì nó sẽ không 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 nước nó sẽ không bị nó sẽ không bị nước vào nữa nếu mà các bác không đúng hãng mà các bác làm mà không đúng keo không đúng kiểu của nó ấy, thì khi mà các bác sửa xong thì kiểu gì nó sẽ không chống nước nữa nha đây là em nói cho các bác bằng 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 một cái cái, cái đều mà em nói bằng thật Đấy, phù hợp cho cái người già người trẻ nó chỉ có hơn 3 triệu thôi hơn 3 triệu thôi 3 triệu 500 nghìn thôi em cũng có Oppo các thứ nữa nhưng mà bây giờ chưa quay kịp cứ lần lượt rồi khác đến lượt nha các bác nha à, tiếp theo thì đây là một chiếc điện thoại Redmi C33 Redmi C33 thì em đang chào bán với giá là 3 triệu 350 nghìn pin con này 5 nghìn màn hình 6,7 inch RAM 8 và 256 gb máy mới 100% nguyên hộp và đủ phụ kiện ốp này sạc này tai nghe này nói chung là mới 100% nha chế độ bảo hành đúng những cái lời mà em quảng cáo đầu tiên 256 gb này RAM 8 cộng 4 hình RAM 12 này Android cũng là 12 chấm này tên thiết bị là ZMC33, đấy. một cái màn này nếu mà là một cái màn zin, một cái zin căng đúng hãng của nó, nó là bọn nó bán à, họ thay nó là một triệu, nhưng mà thực tế bên em thay chứ chỉ vài trăm thôi, bởi vì của nhà mà của nhà nó thay như vậy, còn nếu mà của khách không phải mua của nhà mình thì vẫn vẫn một triệu. đấy. nên là bên em chế độ bảo hành và sửa chữa rất là tốt và cao và đúng hãng thì các bác yên tâm. Em mà không đúng hãng, không nhập đúng hãng thì làm sao mà em có nhiều máy thế này Người ta ấy, mở cửa hàng ra căng có đến 20 cây thôi Còn bên em á, bán hàng mấy nghìn cây các bác lấy bao nhiêu cũng có Kể cả các bác đặt ngày nay và ngày mai có, các bác lấy hàng nghìn cây cũng được Đây Còn đây là con Oppo A78 Em có màu đen, màu hồng nhạt và màu xanh nhạt thế này Em bán cho các bác với giá chỉ có 3 triệu 500 nghìn Pin con này nó là 5.000 màn hình của nó là 6.7 inch RAM của nó RAM 8 cộng 4 này Con này nó là RAM 8 cộng 4 phải không Oppo A78 nhé Không có chỗ nào rẻ hơn đâu Đấy Đúng là RAM 8 cộng 4 thì RAM 12 này Android của nó là 12 chấm này 256 g này Máy mới 100% nguyên hộp nha các bác nha Đây nếu các bác bảo là không đúng hãng Không không phải là hàng chính hãng này, Em kiểm tra email này Sao thăng 06 thăng Xuất hiện email như vậy thì nó sẽ gọi là máy chính hãng còn nếu là máy tàu nó hiện ra chữ QKR cái gì vân vân thôi nó không hiện đâu đó là một tất cả các dòng máy để chúng ta test nhanh nhất là chúng ta phải bấm email khi mà em gửi cho các bác em phải lưu lại email ở trên cái hệ thống của em lưu lại email này ghi gửi cho các bác nếu có như thắc mắc thì em sẽ kiểm tra cái email này xem các bác có phải nhận đúng cái chiếc điện thoại này hay không đó kiểu kiểu bọn em mua bán nó như vậy mỗi một chiếc điện thoại nó có, có mã riêng mà Đấy. 3 triệu 500 nghìn thôi một chiếc Oppo A78 Còn bây giờ các bác cứ search lên mạng xem Các bác đi mua ngoài hay là mua ở đâu không biết kiểu gì Con A78 này các bác không đặt đến tầm 6 triệu rưỡi không mới mua được Nếu các bác mua trả góp còn nhiều nữa Thế là em nói bằng thật luôn Em cũng bán bằng thật mà em cũng chỉ có chia sẻ cho các bác bằng thật Còn ai mua đâu thì kệ thôi Đúng không? Cái việc tôi bán tôi phải nói Còn cái việc bảo là đắt quá thì các bạn không mua thì thôi Các bác đi tìm chỗ rẻ hơn Nếu mà các, các bác bảo thấy nhà tôi rẻ quá không tin tôi thì các bác cứ đặt đi rồi xem là được biết đây là một chiếc điện thoại Oppo A56 A56 nhá Họ bán với giá là 5 triệu rưỡi đúng không Còn em bán chỉ có 2 triệu 750 nghìn thôi Bởi vì em bán qua này không có đóng thuế má online gì cả Đấy, Còn em cứ các bác mua để ủng hộ thôi Chứ còn nếu mà bán tại cửa hàng con này nó nằm 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 vào đâu khoảng hơn 5 triệu Đấy, Nhà em cửa hàng em bán hơn 5 triệu Đây là con Oppo A56 Màn hình 6.5 RAM 8 và 256GB Pin con này 5.000 màn hình 6.5 nhá triệu750.000 miễn phí ship và được kiểm hàng thanh toán 2 triệu750.000 miễn phí ship máy mới nguyên hộp 100% phần trăm không có móp méo xước sát gì cả Đấy. Android 12 này ram của nó ra 8 +3 này 256G này Oppo a 56 5G này Đấy. em cũng nói như thế này thứ nhất là nó ghi như thế nào nó như thế nào thì em phải tả như thế đó chứ em không có cái chuyện là tả hơn nếu mà tả hơn mà các bác nhận máy mà nó không hơn những cái lời nói của tôi thì các bác lại không lấy thì có mà em lại dở hơi em là quá tội đấy nhớ các bác nhá a năm sáu hai triệu bảy thôi hai triệu bảy cho năm mươi nghìn làm gì có cái chỗ nào à đây nếu các bác bảo tìm những con tám trăm bảy tám trăm nghìn đây đây là những cái dòng samsung samsung này thì em đang bán với giá tám trăm nghìn một chiếc điện thoại này nó là máy cũ nhá em nói cho con này nó chỉ đặt cái hình thức mới cũ của nó nó chỉ được à sáu mươi phần trăm đi nói nhiều quá để đến lúc các bác nhận nó xấu quá thì các bác lại không lấy em nói tầm sáu phần trăm nhưng mà theo nếu mà các bác nhận máy ấy, thì nó cũng phải tương đối hơn đây ạ nha nó có một chỗ số chỗ trước này nứt nứt một tí này Đấy, và những cái máy này đều là thay màn hình hết Đấy, một số màn thì ép kính một số màn thì thay màn hình thì là em bán với giá 800.000 cho các bác này Đấy, samsung A01, a 01 một a 015 15 này, đấy. 32 GB, 16 GB. Nói chung là tầm vài trăm nghìn thì mua một chiếc điện thoại như thế này là ok rồi. Đây, nó chỉ có xước, nói chung là cái chế độ xước thì là có rồi. Chúng ta mua cho trẻ con hay là chúng ta dùng tạm thì cũng, cũng ok. Nếu chúng ta để sử dụng để chơi game, quay phim thì chắc chắn là nó sẽ không được. Con này nó chỉ là 16 GB thôi nhá. 16 GB chúng ta cho trẻ con các thứ là ok đấy, 800 000 một chiếc điện thoại này là ok rồi. Chả bao giờ bây giờ đi mua một cái máy bàn phím nó cũng 800 000 đấy, còn em bán cho các bác còn đủ phụ kiện cơ Thứ nhất là ốp thì không biết còn hay không Nhưng mà em chỉ nói với các bác là có sạc cho các bác nhá Kèm sạc cho các bác hết Đấy. Máy này các bác phải hiểu một, một điều như này nhá Đây là Samsung A01 Đấy, Gọi là A01 đây. Nó có A013, A015 Em chỉ nói cho các bác A01 là được rồi Đấy Nó có hai hai con này ba con nó khắc tí cam Tiền như nhau mà Bộ nhớ các kiểu như nhau hết Em nó bán 800, 800 nghìn thì các bác phải hiểu nhá Em nói rõ các bác một câu này Thứ nhất em đã nói từ trước tới giờ đã trên 1 triệu trở lên là không phải cọc một đồng nào còn dưới một triệu các bác phải thanh toán hết thì em mới gửi nha những cái máy này các bạn phải trả luôn 800 nghìn thì em mới gửi bởi vì không thì gửi đi các bác không lấy cái máy này không được cái gì đâu bán hộ thôi bây giờ kho có khoảng độ 50 60 cây sao ấy Đấy, các bác thoải mái lựa Đấy, em sẽ em đã là thợ thì em cũng đã tìm kỹ những cái tầm tiền Đấy, các bác yên tâm đi Đấy. em bán các bác 800 nghìn 800.000 cái này là các bác phải thanh toán hết thì em mới trả máy cho các bác nha và em mới gửi nha còn không thì các bác đừng có đặt nếu mà các bác sợ em lừa thì đừng có đặt nha còn tất cả các dòng điện thoại từ trên 1 triệu trở lên là các bác không phải cọc một đồng nào bởi vì cái đấy nó còn lời được lời lãi được khoảng độ 200 trăm rưỡi còn cái này em chưa chắc là năm chục nói chung là được 100.000 nhưng mà còn kèm sạc các kiểu cho các bác nữa rồi phí vụng rồi thì uh, hộp rồi keo dán các thùng dán các tem tước các thứ thì em chỉ được khoảng 50.000 một máy thôi Đấy, các bác phải thanh toán hết thì em mới gửi cho các bác nhá. Samsung A01. Đấy. 800.000 thôi. Quá rẻ đúng không? Đây là một con Oppo A53s. A53s em đang bán với giá là 2 triệu 750 nghìn Pin con này 5 nghìn Màn hình 6,5 RAM của nó ra 8 3 Và Android 12 256GB hai sim hai sóng các bác nhá hai sim hai sóng a53s máy mới nguyên hộp 100% 2 triệu 750 nghìn đấy, mới thì là nó là mới không có cái gì là xước hay là móp ở đâu cả các bác yên tâm à, những cái sản phẩm em bỏ ra bán hàng vài nghìn cây thế này thì em không không bao giờ em lừa các bác nếu mà em mà lừa thì bây giờ chắc là bay đâu rồi kênh của em bay đâu rồi đấy, đúng không à, nhiều người cứ chửi bảo thằng này nó lừa đấy rồi thì hàng giả hàng nhái thì các thứ thì tôi bảo là tôi không biết là tôi lừa cái gì của các bác bởi vì tôi đâu có lấy của các bác một đồng nào tôi không cầm một các bác một nghìn nào thì các bác đừng có nói cái chuyện là em lừa các bác chỉ có những người mà cứ đi nghe bấm phím trên thách xã hội thì người ta mới tin những cái thằng đó còn thực tế những cái thằng mà nó bàn phím này nó không bao giờ nó nó có tiền mua đâu đấy hàng nghìn người xem mà cũng chả có ai nói chỉ có một mình nó nó nói bảo thằng này nó lừa nhưng mà tôi không hiểu là người ta nó lừa lừa kiểu gì nhưng mà tôi đâu có xóa cái bình luận đó, đâu kể nó đâu kệ nó tôi cứ kệ nó để đấy để cho mọi người chứng minh được nó có thực tế hay không đấy. đây là một chiếc điện thoại nha ZTE V40 màn hình 6,67 inch RAM 6 và 128GB pin 5000 em bán với giá là 3 triệu 900 nghìn chính hãng luôn nha 100 để các bác nhìn qua hình ảnh này màn này các thứ là các bác biết rồi đấy. còn nếu mà các bác mà muốn mua những cái hàng sách tay ấy thì nó chỉ có hơn 2 triệu thôi 2 triệu thôi chứ chắc đến 2 triệu đấy, nó giống y hệt nhau hàng sách tay đấy còn đây là hàng chính hãng nha các bác nha Kể cả các bác mua máy tàu 1 triệu rưỡi cũng có. Có thể các bác mua máy tàu lên 5 triệu cũng có. Đấy, còn đây em bán với giá như thế này thì em cũng phải cân đối toàn thị trường chứ không thể là một mình mình tự bán đây này, email này, đấy, các bác cứ xem thoải mái. Đấy. 3 triệu 900 nghìn Mới 100% nguyên hộp nha Những cái sản phẩm này hơi bị kinh khủng khiếp đấy Các bạn Máy nhà em này rất là nhiều ấy. Đây đây là con VinSmart Smart 5. VinSmart Smart 5 này thì em đang bán với giá 2 triệu 500 thôi. Đấy, màn hình 6.5 RAM 4 và 64GB. 2 triệu 550 nghìn. Pin 5 nghìn các bác nhé. Pin 5 nghìn. 2 triệu 550 nghìn miễn phí ship được kiểm hàng thanh toán. Đây. Thông số cấu hình các thứ nó vẫn còn để nguyên như thế này. Đấy, pin 5 nghìn này. Màn hình 6.5 inch này. Siêu lớn này. Cảm biến vân tay này. Đấy. Nói chung là nó có hết em chưa xé nó ra nó còn nguyên đấy các bác nhìn qua nó cảm thấy nó bẩn bẩn nó thực tế ra thì nó là ban đêm em quay video nó vậy còn tiếp theo đây là một con Oppo A93s Oppo A93s thì đặt đầu tiên đầu năm nay nó là đến 5 triệu 4 triệu 900 nghìn nhưng bây giờ nó giảm tụt một phát xuống nó chỉ có là 3 triệu 350 nghìn RAM 6 và 128 gb A93s nha À, con này nó là RAM 8 và 256 g A93S này, em bán cho các bác 3 triệu 350 nghìn miễn phí ship được kiểm hàng thanh toán máy mới 100% nguyên hộp đủ phụ kiện từ ốp sạc tay nghe Đấy. không cần cọc một đồng nào cứ kiểm hàng thanh toán là ok nhất các bác thấy không, trên mạng thì bán rất là nhiều người ta chỉ bỏ ra một đến hai cây như thế này thôi người ta bán, chứ làm gì người ta có cả kho như tôi Đấy. và có ai có đăng lên cả kho bán như tôi đâu còn thực ra nhiều người cứ 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 chửi nhau là ở trên mạng cứ chửi thoải mái các bạn cứ càng chửi tôi thì càng tốt để tôi rút kinh nghiệm Đấy. cứ chửi bảo là nhỏ kia thì thực ra này không biết là người ta ghét mình những cái kiểu ăn nói hay là mình bốc phét quá người ta ghét hay là mình bán đắt quá người ta ghét hay là có có thể là bị cạnh tranh người ta ghét cũng không, không biết Đấy. nhưng mà cái này không biết còn việc xã hội thì để em làm để cho vừa lòng các bác thì làm dâu chăm họ thì chắc chắn không có Đấy, còn ai mua thì mua kể cả các bạn theo bảo tôi bán đắt các bạn đòi tôi bán rẻ tôi đâu có bán cho các bạn đâu nó là cái, cái việc mà chúng ta cần phải nhớ là như vậy đấy người ta làm người ta phải có lời chúng nó mà nhập được khoảng 500 nó bán một triệu đấy ví dụ như thế còn tôi nhập một triệu thì tôi phải bán hơn triệu đấy, còn các bác mà nhập rẻ hơn các bác cứ bán càng rẻ càng tốt để cho anh em xã hội mọi người để được hưởng đúng không còn mình không bán được thì mình chịu thôi đúng không ạ cái giá đấy mình không bán được thì thôi chứ không không bán cũng chả mua đấy đây là một con oppo a73 đấy là cái điều mà nói thẳng tất cả các, các sản phẩm của em các bác cứ đi vào thương hiệu mà xem nha xem là à, có ai đã bán với cái giá của tôi như vậy hay không nha còn nếu mà các bác lên là shopee rồi tiktok rồi thì à, lazada các thứ thì cái này không 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 chấp bởi vì cái đó người ta không được kiểm hàng và thứ hai nữa là hàng đấy là không biết là hàng thật hay là hàng người ta đâu có video để quay nói chuyện như vậy đâu người ta chỉ chỉnh sửa và chụp ảnh và đăng lên thôi đấy nhiều người đấy mua phải cù gạch đấy, đấy kiểu nó là đấy mình nói thì bảo là ngu thì nó cũng không đúng ai bị thì mới biết đấy là nói cái đề phòng còn cái việc mà chúng ta mua bán này thì nó phải chính thức cái số cái số tiền nó phải ít đâu hai ba triệu bạc chứ còn đâu, 3 triệu, ừ. không ít đâu ba đến năm triệu mà ít tiền đâu nên là làm gì có cái chuyện mà mẹ ông gửi cho tôi cái gì mà tôi chả biết tôi thanh toán cho mày 5 triệu không có đâu cái chuyện này không có là xã hội bây giờ lừa nhau rất là khó đấy, lừa năm chục một trăm được chứ bây giờ lừa cả một cái điện thoại 5 triệu thì hơi xương đấy anh em ạ à. đấy nên là người ta sẽ không lừa của các bạn như kiểu như vậy người ta vẫn có một cái sản phẩm cho các bạn nếu các bạn thanh toán rồi ấy, các bạn sẽ không trả được đúng không các bạn sẽ không trả được là một phần trăm thứ hai nữa là người, mình không kiện cáo được mình đã thống nhất mình khác tự đặt hàng của nó chứ đâu có phải người ta nó về đến tận nhà nó lừa đâu mình đã tự mua tự đặt mà nó đăng lên như thế ông mua 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 thôi đúng không kiểu nó như vậy còn bên em bán thì em cứ ngồi đây em nói chuyện cho các bác tuy nhiên nó hơi nhảm một tí nhảm nhí một tí hơi khó nghe khó chịu một tí em không có nhân viên nữ nam các thứ để giới thiệu cho các bác thì tự tay em hát tự làm thì đôi lúc nói nó đàn ông nói chuyện nó hơi gay gắt ấy. kiểu nó hơi khó chịu khó nghe thôi chứ còn những cái người mà người, em mà thuê khoảng độ một cái video làm như vậy em thuê một đứa ra làm năm chủ một trăm thì có một nhìn có mình hóa cả mắt đúng không nhưng mà thực tế mấy cái đứa đấy nó chỉ là nhân viên hoặc là người ta thuê để làm video chứ không phải là à, bà chủ đấy. còn tôi mới là người chủ để tôi quay trực tiếp đây là một con Oppo A73 màn hình 6,5 RAM 8 nhá RAM 8 và 256 ghi Em đang chào bán với giá là 2 triệu 650 000 pin 5 000 Màn hình 6,5 RAM 8 và 256GB các bác nha À xin lỗi nhá Để ý lại cái RAM của nhớ này cái RAM 8 cộng 5 là RAM 13 Đây này RAM 8 cộng 5 là RAM 13 Và nó chỉ là 128GB thôi 128GB nói nhầm 2 triệu 650 000 Oppo A735 g đây Nó ghi đọc rõ thông số ở đây hết Đấy Oppo A735 g 2 triệu 650.000 mới 100% phần trăm có hộp có sạc có ốp tai nghe và các bác không cọc mà được kiểm hàng thanh toán thì chúng ta đặc biệt chúng ta không bị lừa Đấy, Còn nếu mà các bác mà à, sơ hở một tí là bị lừa hay còn tiếp theo đây là con Oppo a92 a92 em bán với giá là 2 triệu 950.000 con này nó là pin 5.000 màn hình 6,5 RAM của nó RAM 8 và 256 GB máy mới 100% nguyên hộp nha, Oppo A92. Đây. RAM 8 và 256 GB nha, em không cần kiểm tra cái gì bởi vì nó mới thì chả có cái gì mà kiểm tra. Đấy, chỉ cần kiểm tra RAM bộ nhớ cấu hình RAM 8 cộng 513 này và 256 GB này. A92 nha các bác nha. 2 triệu 950 000 thôi, miễn phí ship các bác được kiểm hàng thanh toán. Ok chưa? Đấy, em bán cho các bác như thế này là tầm như thế này là hợp lý rồi còn nếu mà rẻ hơn thì cũng chả có ai bán đâu nhưng em bán tại cửa hàng hơi căng ấy Đấy, nhiều người không biết thì cứ, cứ nói nọ nói kia chứ em uh, cũng đã quay cửa hàng em cho các bác rồi đúng không mua online ấy thì thực ra thì kiếm từ đồng lẻ từ ngoài thì uh, mình phải bán rẻ thì mới có người mua mà bán đắt thì không ai mua nếu mà tôi mà bán đắt bằng cái thằng mà ở gần nhà bạn thì chắc chắn các bạn sẽ không mua bởi vì tại sao các bạn mua với tôi các bạn còn phải đợi 3 đến 5 ngày các bạn mới nhận được máy. Còn các bạn cần máy gấp thì chắc chắn là không 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 được rồi. Đấy. Đây là một con Oppo A55. A55 này em bán 2 triệu 900 nghìn. Pin của nó 5 nghìn, màn hình của nó là 6,5 inch, RAM 8 và 256 g RAM 8 và 256 g nha các bác nha. Đấy, những sản phẩm đẹp như thế này, ok như thế này. Để các bác cứ lo bị lừa. Đấy, còn em bán cho các bác không có lừa lọc cọc gì cả 38 cộng 3 ta 13 và 256 gb đây này 3 giờ 3 giờ kém 15 em vẫn phải làm video để ngồi đây cho các bác chuẩn chưa đấy. 3 giờ sáng đấy 256 gb 2 triệu 900 2 triệu 900 000 nha các bác nha mới 100 phần trăm cho anh em luôn ôi 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 ngồi muộn quá anh em ạ à. với lại mỏi nữa vẫn lại video nó cũng có hạn nên là các bác phải thông cảm thứ nhất là như vậy thứ hai nữa thì chắc là em cũng phải tạm dừng video ở đây bởi vì là làm dài quá nó không đăng được thứ hai nữa thì đăng nó cũng khá là lâu thứ ba nữa thì các bác có thể là đăng ký kênh và chia sẻ ngay video kết bạn ngay zalo và gọi trực tiếp để đặt hàng và các bạn là muốn mua thêm một số các sản phẩm tiếp theo thì các bạn cứ đăng ký kênh nha để đón thêm một số các sản phẩm nữa còn các bạn không đăng ký kênh thì chắc chắn các bạn sẽ không nhìn thấy những cái sản phẩm tiếp theo đâu bởi vì là không đăng ký kênh thì các bạn xem qua nó mất rồi các bạn đăng ký kênh thì em có một cái sản phẩm mới nào em sẽ đăng tiếp cho các bác lựa chọn với thời gian các bạn cũng không mua hôm nay ngày mai mua cũng được Đấy. còn chúng ta ở miền bắc miền nam trung bình tôi cứ nói một câu là 3 đến 5 ngày thì các bác sẽ nhận được máy Đấy. ok cảm ơn tất cả anh em đã mất thời gian theo dõi video của tôi Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác và tất cả mọi người vào video tiếp theo và những cái sản phẩm mới tiếp theo. Cảm ơn.